Còn bây giờ thì chúng tôi rất mong là tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng hồi hộp để đến với giải nhất là chiếc TV LED của Samsung. Và đích thân Tổng Giám đốc Đỗ Đông Nam sẽ là người tìm ra chủ nhân của giải nhất này. Rất là hồi hộp ạ. Anh em nghệ sĩ ở đây là thân quen như anh Quân Anh Điện Đàn. Anh Ngọc Khang anh dạy tôi hát. Anh bảo là bốc cái TV này nhưng mà anh Khang ơi. Nhớ tên mình. Quân ơi. Gọi là bốc cái khỏe. Quân nào? Quân nào? Quân nào? Đấy. Đấy. Thằng đấy. Thằng đấy là có đảo không? Không đảo nữa. Cái cọc này rồi. Đảo đảo cho nó vui thôi. Không, chúng là tại em nhá, không phải tại anh không. Cái TV này là Full HD đúng không? 40 inch hay là bao nhiêu inch? 32 inch. 32 inch á? Ờ, cái này thì 32 inch làm gì được nhỉ? 32 inch đây là phòng ngủ. Phòng ngủ. Ok. Bạn tôi hay là nhân viên của tôi hay là khách? Đều như nhau. Đều nằm trong lá phiếu. Sao cho biết? Cháu đoán thế ạ. Chi nhánh 4 Hà Đông. Nhà này chưa? Chưa. Ôi giời, chi nhánh 4 em ơi. Trưởng ca. Thôi để anh mua tặng hai khác nha, thôi không cái kiểu này là chơi hơi bình đẳng là không có được. Chi nhánh 4 Hà Đông. Bốc thăm trúng thưởng năm 2016. Giật lít của mình. Sao lại tên là Nga? Thôi đừng cùng vội. Cho ta đọc đi. Bốn lắm Nga quá. Ta đọc đi. Cái TV này xem nặng không đã chứ? Để tôi để không? Nhẹ sếp ạ. Ôi không có TV nhỉ? Không. Bóc bóc ra cái. Khai xịt đúng không? Có. Bóc không? Có. Thôi thôi. Nếu của Mai thì ngay bóc được cái gì? Thôi mình nữa. Thôi nữa. Cũng tham. Cũng thấy trong một cái sổ nổ. TV nhà có phòng ngủ. Ui. Nhưng người trúng thưởng không phải là Mai Thị Nga mà là Nguyễn Thị Thanh Nga. Tay Tổng Giám Đốc ngay. Sướng quá, nghẹn ngào, không nói lên lời. Vâng, xin một tràng vỗ tay để chúc mừng cho chị Thanh Nga, chứ không phải chị Mai Nga. Vâng, chị có rồi. Cái gì mà thao thái bạch, cái gì mà bạch. Nặng quá, không biết là chị có mang về được không? Cái này hụt cái gì vậy? Vâng, nhẹ nhàng thôi ạ, hàng sẽ rơi vỡ. Rất tuyệt vời ạ.